LVLGO là trang web chuyên bán bản quyền về game và cũng như các phần mềm khác như Windows, là Office. Và trong video clip này các bạn có thể sử dụng hai mã giảm giá mà mình để trong phần link mô tả để có thể mua Windows bản quyền được giảm giá 29% và các phần mềm khác giảm giá 23%. Các bạn cho vào trong web có phần Windows 10, chọn vào phần Buy Now và áp mã giảm giá là PG29 để được giảm giá 29% khi các bạn mua Windows 10 bản quyền OEM. Còn các phần mềm khác như Office và các phần mềm khác các bạn áp mã PG23 để được giảm giá 23%. Vâng, xin chào quý vị các bạn, mình vừa mới nhận được một cái kiện hàng rất là to đây. Đấy. Đây là mình đặt mua một con PC gaming với giá tầm khoảng 1 triệu để về làm video clip review cho anh em xem là cái tầm giá 1 triệu thì bây giờ chúng ta có thể mua được gì và em đó sẽ làm được những việc gì, có liệu có chơi game ngon được không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem các linh kiện mình đặt nó là cái gì nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng con dao huyền thoại của mình để mở hộp xem bên trong nó là cái gì nhá. Chúng ta đây gói rất kỹ rồi các bạn này. Cái này vuông vuông cực cứng, cái này chắc là ổ cứng này. Đấy, một em ổ cứng, ổ cứng 250GB Western nhá. Rồi để sang đây. Đấy, còn đây là gì? Đây, này là cả hình nha các bạn này, đây là cả hình nha. Đây rồi, đây là cặp màn hình của chúng ta này, GB 730 DDR5 2GB 730 các bạn nhá. Để nó ra đây. Đây combo của chúng ta đây, bó ui để nguyên cả ram như này mà không sợ nó va và nó rách cả vỉ ra cơ. Bó này thô sơ quá, đáng lẽ phải làm cái hộp đựng các bạn ạ. Bó như này nguy hiểm quá, làm cái hộp đựng ấy cơ, đựng nó vào trong để nó không bị va vỉ, nó cào vỉ cơ, như này dễ bị cào vỉ lắm. Đây nhưng mà chính của chúng ta đây các bạn này. Đấy, Giga G41 MTS2, RAM là một thanh 2GB các bạn nha. Như vậy là chúng ta có 4GB RAM. Và con CPU dưới này là con gì? Tôi mở xem nào. Đấy. CPU dưới này là con gì? Đây các bạn nhìn này, Q9400 nhá, Core 2 Quad 2.66GHz 6M và bus là 133. Q9400 là khá ngon rồi. Và main thì chúng ta có thể xem qua. Main này G41 thì nó cũng khá là lâu đời rồi. Cái việc rỉ sét xấu xí như này thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà con này thì cũng hơi xấu gái thật các bạn ạ. Trông cổng này, rỉ hết cả rồi. Đấy, xem nào, nâng nào. Con này mua từ 2011, tức là 8 năm rồi các bạn nhé. Có 8 năm chiến đấu rồi. Chipset ở góc đằng này, chipset đằng này hơi vàng một tí. Cái này chắc cũng chạy lâu lắm rồi. Các bạn có thể nhìn thấy không? Màu nó sẫm hơn một chút so với các cái khu bên cạnh ấy. Nói chung là hàng rẻ tiền thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi gì quá nhiều cả. Này còn lâu đời nữa thì cái việc mà nó chạy lâu như vậy, nó nóng thì cũng là chuyện bình thường thôi. Và cả combo này là main, là chip, RAM và cạc màn hình cũng như cái ổ cứng kia, là cả combo là 1 triệu các bạn nhé. Mà bạn ấy đóng nguy hiểm quá, mình không biết là nó có chạy được hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp tất cả vào để test thử xem nó như nào nhé. Cho nó một tí keo vào đây. Đó, công đoạn lắp ráp đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử bật xem nó có chạy được không. Chạy một cái rồi chúng ta sẽ cài game và test game luôn nhé. Tên. Chạy không các bạn? Ý? Lên. Lên rồi, Q9400 à. RAM 4GB.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái này nó bị cái ổ cứng này nó bị lỗi win rồi. Thì bây giờ mình sẽ thay cái ổ cứng của mình vào để test game thôi, chứ bây giờ cài lại cái này nó lâu quá. Thì các bạn chờ chút mình sẽ thay ổ cứng để chúng ta sẽ test game nhé. Đó, như vậy là đã nhận xong driver và vào win. Bây giờ mình sẽ cắm cái wifi này để cho nó nhận hết tất cả các thứ xong rồi chúng ta sẽ test game nhé. Đó, sau khi cài đặt đầy đủ driver và update các game thì nó lại phát sinh thêm một cái lỗi đầu tiên các bạn này. Đây, nó bị lỗi cái cổng sao rồi, mình phải sử dụng sao USB của mình này. Đấy, vấn đề đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cấu hình và test các tựa game để xem nó như nào nhá. Vấn đề sao thôi chúng ta bỏ qua, chúng ta có thể dùng cả sao giờ cũng được nên là cũng không quan trọng lắm. Chờ một chút mình chỉnh lại cái góc quay để các bạn nhìn cho rõ. Rồi. Cấu hình của em nó đây nhá. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Intel Core 2 Quad Q9400 4x4 luồng. Đấy, main là G41MT. RAM 4GDDR3, chạy đua trên graphics là 750 à 730 2GB DDR5. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các tựa game. Chúng ta đang đến với GTA 5 trên cái cấu hình một củ mới mua ở trên mạng ấy. Thì test qua khá là nhiều lần thì có thể là cái ổ cứng của mình dạo này chạy nó kém và mình thấy nó hơi lăng lác một chút. Nhất là những cái chỗ nào mà cảnh sát đông đó như các bạn đã thấy à. Đấy, mặc dù là cái con Cebu với con Gầu nó cũng chưa phải là full load đâu. Nhưng mà chắc là cái ổ cứng của mình nó chậm ấy. Ổ cứng nó đang bị full load 100% rồi và test quá nhiều game rồi mình cũng chưa có điều kiện để cài lại từ đầu. Hôm nào mình mua một con SSD khác để test Win 10 cho nó đỡ bị full load. Chứ như này thì các bạn có thể thấy là chạy cũng khá là ngon luôn. Mặc dù FPS cũng chẳng cao đâu, nhưng cái hình ảnh trong game rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy cái xe đẹp không? Xe nó láng quáng, đóng đẹp rất là đẹp luôn. Không xấu một tí nào cả, không bị bệt bệt màu đâu. Đấy. Đấy. Cái đoạn này đang rất đông thì chạy ngon này. Đấy. Không dừng lag gì cả. Mặc dù cái FPS nó cũng không cao lắm, ấy đủ. Nói chung là nếu mà chúng ta đầu tư một con SSD thay vì mua một cái ổ cứng thường như mình đặt mua thì có thể là ngon hơn đấy, khá là nhiều đấy. Các bạn có thể thấy các cái chỉ số à, rất là đẹp, rất là tốt luôn. CPU với GPU hoạt động cũng chưa phải full load, mới chỉ mấy thì 80% là khá là ok rồi. Nói chung là với GTA 5 này là cũng tạm được. Nếu mà các bạn dùng SSD sẽ ngon hơn. Chúng ta sẽ chuyển qua game khác nha. Trường qua test CS GO thì các bạn có thể thấy cái mức FPS cũng không cao lắm đâu, nhưng mà chạy cũng khá là ngon, chưa thấy có hiện tượng lag gì cả. Con lợn này mày đâu, hái đủ hai thằng, đó các bạn thấy ngon không? Nói chung là một củ thế thôi, chơi thế là cũng được rồi. Ui giời, rồi chúng ta sẽ chuyển qua game khác nha. Đến với FIFA Online 4 trên cái cấu hình một củ mà mình mua trên mạng, các bạn có thể thấy cái mức FPS nó cũng đạt được cái mức 60 FPS, giới hạn của cái trò này luôn. Bởi vì mình để cái setting nó cũng vừa phải thôi, và cái màn hình của chúng ta không phải là màn Full HD, nó cũng không ăn nhiều đồ họa lắm. Các bạn có thể thấy cái card đồ họa nó hoạt động 40% kìa. Đây là một cái cấu hình này dư sức để chúng ta có thể chơi được cái trò này. Nên mình chỉ vào mình test một lúc đây, một đoạn cho các bạn xem thôi. Chúng ta sẽ chuyển qua game khác cho đỡ mất thời gian. Chúng ta đã đến với LOL trên cái cấu hình con PC một củ của mình mua trên mạng đấy. Các bạn thấy cái mức FPS có không ngon không? Nó cũng khá là ok, từ 8 mấy đến 130 FPS thì từng lúc.
Cái này mình đang để setting là trung bình thấp và độ phân giải là 720 thôi, không phải 1080 đâu. Nhưng mà nếu các bạn để cái setting nó còn thấp hơn thì còn ngon nữa. Chạy. Nói chung là cái cấu hình 1 triệu đấy thì nó khá là mạo hiểm, bởi vì cái linh kiện nó ra đời cũng khá là lâu rồi, nên là cái tỷ lệ lỗi nó cũng khá là cao. Các bạn nếu mà có thể dành được tiền thì không nên đầu tư cấu hình này, mà chọn cấu hình cao hơn. Sắp chết rồi, chạy. Còn nếu mà các bạn chỉ có 1 triệu thôi thì các bạn nên chọn cái cấu hình như này. Nó khá là phù hợp để các bạn có thể chơi được khá là nhiều game như FIFA, LOL các thứ. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua game khác nha. Chuyển sang test luôn bây giờ trên cái cấu hình một củ này, thì mình thấy cái mức FPS khá là ngon, từ tầm khoảng 35 đến 50 FPS tùy từng lúc. Test trận này tận thứ 6 thứ 7 rồi mà không thể nào vào sâu được, toàn bị headshot, thấy đang chạy giữa đường thì lại headshot cái vào đầu, không hiểu kiểu gì luôn. Thấy toàn các bố ngồi trong ô tô mà vẫn bắn được, không biết là như nào. Với tầm 1 triệu thì cái cấu hình này cũng thuộc dạng là quá cũ rồi, tuy nhiên nó chỉ dành cho những cái bạn nào mà thật sự là không có tiền thôi thì hãy chọn này, vì cái rủi ro nó cũng khá là cao. Chơi được hầu hết tất cả các tựa game hot như kiểu LOL, FIFA, rồi GTA 5 cũng như là PUBG đấy. Các bạn có thể chiêm ngưỡng lại em nó lần nữa đây. Muộn quá rồi, mình sẽ dừng video clip đây. Rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.